Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau Parody. Hôm nay thì Trọng ở nhà thưa mọi người. Hôm nay thì Trọng sẽ làm một cái việc, đó là Trọng sẽ làm một món ăn là cái kiểu giống như là pate để cho bé Mimi nhà Trọng ăn. Với nhà Trọng thì Trọng mới đón thêm hai bé nhỏ nữa nên là Trọng muốn làm cái món ăn này để là cho Mimi ăn, rồi với hai bé nhỏ cộng với bé rùa, nói chung là những cái bé giò vừa nhỏ vừa già, người già và trẻ em. Thì Trọng đang muốn làm cái món là pate mọi người, pate cá với thịt. Đây Trọng có mua, làm lần này thì Trọng làm ít thôi để coi nó có ăn hay không. Trọng có mua là một con cá ngừ tươi nha, mấy trăm gram thịt. Đây là thịt thịt băm, đây là một cái miếng gan, đây là một tí bí. Bây giờ Trọng sẽ luộc lên cho cái độ chín của nó là vừa phải, thì Trọng sẽ đem ra. Là cá thì Trọng sẽ xé nhỏ, gút lấy xương, gan thì sẽ sắc nhỏ, và tất cả Trọng bỏ vô một cái máy xay, xay nhuyễn ra hết, rồi trộn là ngược lại với cái thịt ba chỉ mà xay nhuyễn này, theo đầu mình mới đem đi hấp, hấp cách thủy giống như là làm pate. Thì để cho, thứ nhất là cho Mimi ăn, tại vì Trọng nghĩ là Mimi nó rất là thích ăn món này, và nhà Trọng thì có hai bé nhỏ đó, nên là mình tẩm bổ cho nó, rồi bo rồi nó, những lúc bình thường mình sẽ cho bo ăn thêm để cho nó có cái sức khỏe. Mà Trọng cũng không có biết tự tin là mình có làm rồi các bé ăn có ngon hay không, nên là bà Trọng chỉ làm một số lượng gọi là nhỏ thí nghiệm thôi. Với bao nhiêu đây nó ăn, nếu mà cho mấy bé nhỏ ăn cũng được hai ba hôm, vì nó có ăn nhiều thứ khác nữa. Thì nếu được thì Trọng sẽ thường xuyên làm và thay đổi cái hương vị. Ví dụ như là hôm nay thì là gan heo, vài bữa là gan bò, rồi là thịt bò xay nhuyễn để cho chăm sóc các cái bé nhỏ. Và bây giờ thì Trọng sẽ luộc cái này để cho nó chín, để đủ cái độ mà sắc rồi với xé thịt, thì lúc đó chúng ta sẽ xoay và hấp. Thì nãy giờ Trọng luộc cũng đã một thời gian đó mọi người. Bí nó mềm rồi nè, Trọng gấp ra để cho nó nguội nha, chín hết rồi, tắt lửa luôn. Đó bí nè. Thứ nhất là tại vì Trọng làm rất là ít, cái bí là tại vì cho mèo ăn. Mèo thì nó không thích ăn rau củ đâu, mèo nó thích ăn thịt mà. Thứ hai nữa là chó con, Trọng cho chó con ăn. Thì chó con thì của Trọng thì hiện nay là nó còn uống sữa, nên là nó rất cần nhiều đạm, nên là Trọng chỉ cho một tí, gọi là nó có cái chất để dễ tiêu hóa thôi. Chứ còn chủ yếu là Trọng bổ sung cho các em ăn là cái bữa này là đạm. Mèo là thì nên mọi người biết rồi, mèo là động vật ăn thịt nha, chứ không phải là động vật như chó. Chó nó còn ăn tạp này kia, còn mèo là động vật ăn thịt, nên là nó này chỉ bảo đạm thôi, đạm cá nè. Đó bây giờ Trọng sẽ để cho nó nguội, nguội xong Trọng sẽ xé thịt ra, rồi Trọng sẽ để vô máy xay. Xay xong là Trọng lại để cho nó thịt nó nghỉ trong tủ mát, rồi sau đó là Trọng mới đi chưng lên, rồi mới để dành cho em nó ăn. Nè, nhiều nữa. Giờ nếu mà Trọng làm thành công á, mà các em nó ăn ngon á, thì Trọng cũng sẽ thường xuyên mà làm cho các bé mèo, với những cái bé chó con, với những cái chó mà đang già nè, Trọng tẩm bổ á, làm cho nó ăn. Ngon chưa? Cá này là Trọng mua cá hoàn toàn, là cá tươi, tươi ơi là tươi luôn đó. Cái loại mà buổi sáng gan cũng vậy, chứ không có mua cái loại mà đã giảm giá nha mọi người. Mình ít rồi, mình cho nó ăn ít thôi, ít buổi, ít thức ăn, nhưng mà mọi thứ là chất lượng vệ sinh. Bây giờ thì nó nguội rồi nè quý vị. Hai cái miếng rau, Trọng sẽ ghìa cái cá này ra. Cá này nó ít xương lắm, cá ngừ mà.
Wow, chị ngon à. Tươi gói à. Cá này là một ký hồi nãy 60 ngàn đó mọi người. Hàng tươi sống. Cá biển tươi. Rất là nhiều thịt luôn. Này mà bổ sung chất đạm cho mấy em thì phải nói là đỉnh nè. Cái đầu để lại cho mấy con bự nó ăn. Cái nước này chiều nay chan cái nước cá luộc này thì chồng cũng chan cơm. Con cá mà quá trời nhiều thịt. Cái xương này mình bỏ hết nha. Bỏ vô máy quay lại lần nữa này. Nó có cái xương giữa nè. Quá trời thịt luôn. Như là tới ga. Chẳng phải đợt này chẳng phải mới mua cái máy mới nên là chẳng phải cẩn thận hơn là phải sắc nhỏ để quay cho nó đỡ có hư cái máy. Chứ trong vòng có một cái máy thường thường nó bảo hành 1 năm mà trong chưa được 1 năm là chồng xài hư 2 máy rồi. Nay là tới cái máy thứ ba rồi đó. Tại vì ở gần đây chồng không có xài nhiều là tại vì không mình không có chó nhỏ. Giờ là có 2 em nhưng mà quyết định là làm thức ăn cho Mimi. Tại vì Mimi nó nha, nó chỉ thích ăn những cái thức ăn gọi là pha trộn thôi. Với khô mực được thôi mọi người, khô mực nướng. Rồi mọi người nghĩ đi, khô mực nướng thì ăn vui thôi chứ làm sao no được. Mimi là ổng ăn cái gì đâu không, ăn thứ dữ không. Đâu có lo nổi. Đó, mọi người thấy không? Mình mua đồ chất lượng, tổng cộng khoảng 100.000 đó. Giờ bỏ vô thịt trong cũng xay lại lần nữa. Rồi bây giờ đem qua đây nè. Đây, ô trời ơi nó ngon. Nguyên liệu toàn là nguyên liệu tươi sống không nha. Nguyên liệu là chất lượng. Mới mua đây cái máy đây. Nhà nó lu bu lắm mọi người. Kiểu mình là không có được gọi là gà. Một phần là chắc cũng là do mày hai thằng thanh niên mà nên là cái sự gọn gàng nó cũng không có có được chỉnh chu. Thứ hai nữa là cái nhà mình nó nhiều đồ, nó nhiều cái dụng cụ nè, son thao tùm lum hết trơn nên là nó không có gọn được. Tại vì nó không có cái khu mà cái kho mà mình để mình giữ riêng. Cá thịt đây là cá nè, thịt rồi với gan với một ít bí này cho những cái bé mà gọi là ăn để bổ sung đạm vào người nên là không có rau củ nhiều. Mà trọng nó thật sự với mọi người là trọng cho ăn rau củ cũng hạn chế thôi tại vì trọng biết là các loài động vật á, nhất là chó mèo nè, thì các bé là hay ăn theo cái kiểu là thích bổ sung đạm nhiều hơn. Đây chồng lấy vô một cái miếng chồng cảm giác nó hơi khô nên là cho vào cái đây một ít nước luộc cá luộc thịt. Mới ngon.
quá ngon. Đúng ra như gì là mình để ăn được luôn rồi nè. Nhưng mà chồng có thịt sống nên là phải ăn. Trời ơi, chồng nói thiệt á. Nè, rồi 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 rồi, cái này là mi mê dữ lắm rồi. Mi với mấy em nhỏ mê dữ lắm rồi. Nó thơm không thể nào mà cưỡng được luôn á. Nó tơi như là trà bông luôn rồi. Quá thơm, nhìn là biết ngon rồi. Nhìn lại biết chất lượng nó như thế nào đó mọi người. Nó tơi như là thịt chà bông, mà nó thơm, thơm mùi cá ngừ. Đây, chút mình sẽ được đó. Giờ sẽ chọn lên một tí. Rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chồng sẽ dùng tay chồng gì? Nén lại. Trời ơi, có mấy trăm gram thịt sống luôn, nhưng mà vô đây là cái mùi cá ngừ với cái mùi gan, mùi bí là nó áp rồi. Nó được một thao này, nhiều lắm luôn. Mọi người nghĩ mèo mà nó ăn nhiêu đi. Như cho con. Ê con, cần cua. Làm cho cần cua ăn để tẩm bổ. Để cần cua với thỏ là mau lớn. Người đây, thỏ đây. Con thỏ từ con xuống đây hả? Nè. Thơm không, thơm không, thơm không? Nè. Thơm không? Thơm không? Ừ, thơm không, thơm không? Thử đi, thơm không? Thèm lắm rồi. Nè. Liếm, thôi, không ăn được. Có miếng thịt sống, ăn đau bụng á, ha. Để anh, để cho hấp mới ăn. Thơm không con? Gung cái chân. Nè, gua. Thơm không? Thè thè mày lên. Ý. Trời ơi, nè. Nó trường lên nè. Đó, nó thèm kìa. Đó, nó nghe mùi nó phê là đòi ăn đó. Cưng chưa? Nè, hai con luôn nè. Liếm cái tay nè. Nè. Thôi con, không ăn được. Tại vì có miếng thịt sống sao con ăn. Anh sợ con đau bụng á. Nè, trời ơi nè. Chút xíu đi ha. Chút xíu đi, anh hấp xong rồi anh cho ăn. Wow, và cái này là trọng đã hấp nè mọi người. Hấp rồi để cho bây giờ em cũng khá nguội rồi đó. Để coi ha. Nè, nhìn nó rất là thơm. Thơm lắm. Hồi lúc mà hấp là nó muốn bung cả cái nhà luôn á. Cái mùi thơm. Cũng chưa có nguội lắm. Ở dưới này gì sao mà. Ê, cô ơi. Cô ơi. Mẹ chưa nóng nè con. Ồ. Ôi, mọi người thấy chưa? Làm thức ăn kiểu này mà cua nó ăn kìa. Cho cua nó ăn trước. Nhìn chân nó đứng rồi. Đó. Nó có chân đứng vậy á. Cho nó ăn ở trên cao, trên mây, trên gió gì nè mọi người ơi. Tại vì ở dưới thì mấy con kia rồi xin. Mấy kia nè, tới giờ cơm của mấy em kia rồi. Nhưng mà cái này giống như làm cho mấy em trẻ em và bệnh tật thôi. Ngủ chút con, ngồi đi, ngồi đi. Ai trời, ăn trên gì nữa, ăn trên cao, tội nhỏ không. Mà dưới chồng con đang thí nghiệm thử thức ăn này thôi. Đây nè, đây nè, đây nè con. Đó. Đang tẩm bổ mặc dù còn hơi ấm ấm á. Đó. Mi thì nó không chịu ăn. Sáng mai chồng mới cho nó ăn thử. Tại vì Mi nó cũng mới ăn
một hộp thức ăn kia rồi, nó cũng chưa có đòi. Mi thì nó mèo mà nó thích nó mới ăn. Ngon không con? Liếm sạch luôn, ăn hết đi. Làm cũng vừa vừa vậy nè mọi người, không có nó ăn nhiều. Chút xíu thì chẳng phải cho Bo ăn nữa. Bo rùa kìa, đang ngồi đợi kìa. Đang ngồi đợi kìa, mà cho mấy ông lớn xuống dưới đã. Cho mấy cái ông này xuống dưới đã. Ông này ông bắp xuống dưới thì cho nó ăn. Hết hả con? Ít thôi, ăn vừa vừa thôi, không nên ăn nhiều. Ha. Yeah. Chú qua đây ăn ké không? Ké luôn kìa. Tại vì đây là thức ăn nó cũng là nhiều có chất nên là chậm chỉ cho nó ăn một phần thôi, chút cho nó thêm ăn một tí cơm thịt gà. Nó no rồi đó, đi xuống chơi đi để cho em ăn. Được con. Súp súp gà. Chỉ có như vậy thì mình mới cho nó ăn nổi mọi người. Chứ giờ nếu mà bị nó mấy cái này nó còn bé quá mà cho ăn đồ hộp á thì mình nuôi không nổi. Mà cho ăn đồ thường á thì tội. Nên là bắt buộc chồng phải làm hơi cực. Cái này làm hết mấy tiếng đồng hồ vì gì cái phần mà chưng trong nồi cơm điện rất là lâu. Vì nó mấy đứa nó ăn hai bé này ăn vậy là ngon rồi. Mimi thì chắc chắn nó sẽ ăn rồi, nhưng mà cứ là tới lúc đói thì em nó sẽ tự ăn. Nếu mọi người thấy hai cái bé nhỏ mà nó ăn như vậy thì mấy bé lớn thì nếu mà cho nó thì nó ăn dữ lắm. Kìa. Ồ, ba thả bự luôn hả? Thôi con, ăn bao nhiêu thôi, bị gì mình ăn cái món mới á, mình lạ bụng nha. Mình lạ bụng mình chỉ ăn vừa thôi nha. Nha. Nghe, mình lạ bụng mình chỉ ăn vừa thôi nha. Mình lạ bụng mình ăn vừa thôi. Và bây giờ thì chồng xin ao video nha quý vị khán giả. Để chuẩn bị cho mấy em nó đi ăn đi, nó bu mình hoài à. Nó không chuẩn bị ăn chiều rồi. Còn hai ông nhỏ này nè, ông bà nhỏ này quậy lắm. Cũng rất là mừng khi mà làm cái món này mà hai bé nó ăn. Mèo á nó ăn thì nó để vẫn còn thức ăn. Nếu mà mèo nó chê nó không thức ăn, nó không ăn đó thì mình giữ lại cho hai cái bé nhỏ này ăn. Tại vì trong đó nó rất là nhiều chất mà tôi nghĩ là mèo nó cũng sẽ rất là mê mà tại nó đang no thôi. Con á hả? Con á hả? Xưng chưa? Mặt dài quá nha. Chúc anh cho ăn nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Chúc mọi người thật là nhiều niềm vui khi xem video của chồng. Bye bye tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.